Nhiều tiểu thương tại chợ Vĩnh Long cho hay, do nhu cầu ăn chay tăng nên từ ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, giá nhiều loại trái cây, rau củ cũng tăng từ 10 đến 15% so với tháng trước. Trong đó, giá các loại rau củ tăng từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng một ký, cụ thể mớp từ 14.000 đồng đến 16.000 đồng một ký, rau muống từ 15.000 đồng đến 18.000 đồng một ký, cải ngọt từ 17.000 đồng đến 18.000 đồng một ký, khổ qua từ 18.000 đồng đến 20.000 đồng một ký, đậu que từ 25.000 đồng đến 27.000 đồng một ký, cà rốt từ 18.000 đồng đến 20.000 đồng một ký, bắp cải từ 20.000 đồng đến 22.000 đồng một ký, xà lách từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng một ký, bông cải Đà Lạt từ 40.000 đồng đến 45.000 đồng một ký, nấm bào ngư từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng một ký, nấm rơm từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng một ký. Trong khi đó, các loại trái cây như thanh long, mãng cầu, quýt đường, nho, táo cũng tăng từ 5.000 đồng đến 15.000 đồng một ký. Giá bán hoa tươi như cúc, quệ, cát tường, lan cũng tăng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một bó. Một số tiểu thương cho biết, sắp tới giá rau có thể tăng hơn do thời tiết thất thường, nhiều loại rau bị giảm chất lượng, nguồn cung cũng hạn chế. Bên cạnh đó, theo nhiều tiểu thương, hiện nay ăn chay không còn là thói quen mà còn là xu hướng thực phẩm của nhiều người. Vì vậy, nhu cầu sử dụng thực phẩm chay, thức ăn chay chế biến sẵn cũng tăng mạnh.